Quý vị và các bạn thân mến, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đồng USD suy yếu và chính phủ Mỹ duy trì lãi suất siêu thấp sẽ hỗ trợ giá vàng tăng mạnh trong tuần tới từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 8 năm 2020. Xin được mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng sáng ngày 2 tháng 8 năm 2020 được phát trên kênh giá cả thị trường của chúng tôi. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là dự báo giá vàng tuần tới. Phần tiếp theo bản tin là bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 2 tháng 8 năm 2020. Phần cuối bảng tin là bảng giá tỷ giá ngoại tệ được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, trên thị trường thế giới, giá vàng ngày 1 tháng 8 năm 2020 ghi nhận vào lúc 16 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam ở mức 1.977 USD trên 1 ounce, tăng 0,5%, tương đương với mức tăng là 10 USD trong vòng 24 giờ. Theo các chuyên gia dự báo trên Kitco, giá vàng khả năng sẽ đạt mốc 2.000 USD trên 1 ounce trong tuần tới, cao nhất mọi thời đại sau khi vàng ngày càng phát huy vị thế tài sản trú ẩn bậc nhất trong những giai đoạn bất ổn. Cụ thể, trong tuần này, 17 chuyên gia thị trường tham gia vào cuộc khảo sát trên Wall Street, trong đó có 10 nhà phân tích, tương đương với 59%, dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần tới. 3 nhà phân tích nhận định giá vàng sẽ giảm, tương đương với 18%, trong đó có 4 nhà phân tích tương đương với 24% nhận định vàng sẽ đi ngang. Trong khi đó, 2.075 phiếu đã được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến trên Wall Street, tổng cộng có 1.375 người, tương đương với 66% nhận định giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 385 người khác, tương đương với 19% dự đoán vàng giảm, còn lại 315 người, tương đương với 15% có ý kiến trung lập. Trong tuần qua, giá vàng thế giới đã tăng 5% do tâm lý kỳ vọng lạc quan của giới đầu tư với quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed qua đi, và thay vào đó những lo ngại về sự gia tăng của dịch COVID-19. Như vậy, giá vàng đã tăng liên tục trong suốt 8 tuần qua, tính từ đầu năm giá vàng tăng tới 30%. Và để nắm rõ hơn, sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 2 tháng 8 năm 2020 như sau. Đầu tiên là giá vàng tại các thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, chiều mua vào 56.630.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.930.000 đồng trên một lượng, cùng giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua là 5.663.000, bán ra 5.793.000. Tại SJC Hà Nội, chiều mua vào 56.630.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.950.000 đồng trên một lượng, cùng giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua là 5.663.000, bán ra 5.795.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 56.400.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.600.000 đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, chiều bán ra không thay đổi. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua là 5.640.000, bán ra 5.760.000. Doji Hà Nội mua vào 56.410.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.480.000 đồng trên một lượng, tăng 110.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, chiều bán ra thì không thay đổi. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua là 5.641.000, bán ra 5.748.000. Tại PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội, mua vào 56.500.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.700.000 đồng trên một lượng. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua là 5.650.000, bán ra 5.770.000. Tiếp theo giá vàng tại các tổ chức. Phú Quý SJC mua vào 56.600.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.600.000 đồng trên một lượng, chiều mua vào không thay đổi, chiều bán ra giảm 100.000 đồng trên một lượng. Vàng Mi Hồng mua vào 57.050.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.600.000 đồng trên một lượng, tăng 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua là 5.705.000, bán ra 5.760.000. Tại Bảo Tín Minh Châu, chiều mua vào 56.650.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.650.000 đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, tăng 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua là 5.665.000, bán ra 5.765.000. Tiếp theo là giá vàng SJC tại các ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 57 triệu đồng trên một lượng, bán ra 57.700.000 đồng trên một lượng. Ngân hàng ACB mua vào 56.600.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.600.000 đồng trên một lượng, tăng 800.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, giảm 200.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Giá vàng còn lại tại các ngân hàng thì quý vị và các bạn vui lòng xem thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng ở một số thương hiệu vàng khác. PNG Nhẫn 24K mua vào 54.500.000 đồng trên một lượng,
bán ra 55 triệu đồng trên một lượng, cùng tăng 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán, tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua 5.450.000, bán ra 5.500.000. Nhẫn tròn trơn bạc tín Minh Châu mua vào là 54.160.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.210.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 90.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán, tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua 5.416.000, bán ra 5.521.000. Nhẫn SJC 24K mua vào 54.050.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.050.000 đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán, tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua 5.405.000, bán ra 5.505.000. Nhẫn Phú Quý 24K mua vào 54 triệu đồng trên một lượng, bán ra 55 triệu đồng trên một lượng, tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua là 5.400.000, bán ra 5.500.000. PNG nữ trang 24K mua vào 53.900.000 đồng trên một lượng, bán ra 54.700.000 đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán, tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua là 5.390.000, bán ra 5.470.000. PNG nữ trang 18K mua vào 39.780.000 đồng trên một lượng, bán ra 41.180.000 đồng trên một lượng, tăng 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán, tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua là 3.978.000, bán ra là 4.118.000. Tiếp theo giá vàng SJC tại các tỉnh thành phố. Giá vàng SJC tại các tỉnh thành phố vào đầu giờ sáng ngày hôm nay có xu hướng giảm nhẹ, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. SJC Đà Nẵng mua vào 56.630.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.950.000 đồng trên một lượng. SJC Cà Mau mua vào là 56.630.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.950.000 đồng trên một lượng. SJC Nha Trang mua vào 56.620.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.950.000 đồng trên một lượng. SJC Bình Phước mua vào 56.610.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.950.000 đồng trên một lượng. SJC Huế mua vào 56.600.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.960.000 đồng trên một lượng. SJC Biên Hòa mua vào 56.630.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.930.000 đồng trên một lượng. Tại khu vực miền Tây, giá vàng SJC ở chiều mua vào là 56.630.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.930.000 đồng trên một lượng. SJC Quảng Ngãi mua vào 56.630.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.930.000 đồng trên một lượng. SJC Quy Nhơn mua vào 56.610.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.950.000 đồng trên một lượng. SJC Long Xuyên mua vào 56.650.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.980.000 đồng trên một lượng. Tiếp theo là giá vàng bục số 9 và vàng nữ trang SJC. Đầu tiên là nhận bục số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 54.050.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.050.000 đồng trên một lượng, cùng giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán, tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua là 5.405.000, bán ra 5.505.000. Vàng nữ trang bù số 9 mua vào 53.650.000 đồng trên một lượng, bán ra 54.750.000 đồng trên một lượng, cùng giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán, tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua là 5.365.000, bán ra 5.475.000. Vàng nữ trang 24K mua vào 52.708.000 đồng trên một lượng, bán ra 54.208.000 đồng trên một lượng, cùng giảm 49.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 18K mua vào 39.217.000 đồng trên một lượng, bán ra 41.217.000 đồng trên một lượng, cùng giảm 37.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 14K mua vào là 30.072.000 đồng trên một lượng, bán ra 32.072.000 đồng trên một lượng, cùng giảm 30.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 10K mua vào 20.983.000 đồng trên một lượng, bán ra 22.983.000 đồng trên một lượng, cùng giảm 21.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng tôi vừa cung cấp tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng và bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 2 tháng 8 năm 2020. Phần cuối bảng tin là bảng giá tỷ giá ngoại tệ được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và cũng như để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này tới mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bản tin tiếp theo.